Thầy chào tất cả các em. Trong tiết này thì tiếp tục sửa cho các em một số dạng bài tập mới về sự tương giao của hai đường. Bây giờ thì mời các em ta ghi bài số 1. Bài số 1 đề bài như sau. Cho hàm số phương trình hàm số thì tên là C, có dạng là y bằng 2x cộng với 1, mẫu số là x cộng 1. Đây là đường thẳng. Đây là đường thẳng. Đi qua điểm A tọa độ trừ 2, 1 và có hệ số góc K. Đề bài yêu cầu là tìm K để D cắt C tại hai điểm phân biệt mà là. Sao cho A là trung điểm đoạn mà là. Giờ thì mời các em ta bắt đầu làm cái này. Các em đọc đề này. Đầu tiên cho hàm số C, rồi D là đường thẳng qua A, có hệ số góc K. Như vậy bước đầu tiên khi đọc tới đây, ta sẽ viết được phương trình đường thẳng D. Ta ghi lại D đi qua A tọa độ trừ 2, 1, có hệ số góc K. Từ đây ta suy ra được đường thẳng D có dạng như sau. Y bằng K nhân với X trừ X0 là cộng với 2 cộng với 1. Rồi thì rút gọn phương trình D là Y bằng KX cộng với 2K cộng với số 1. Thế đây ta viết được xong được phương trình đường thẳng D. Tiếp theo này, ta tìm K để D cắt C tại hai điểm phân biệt. Sao cho cái gì đó thì bước đầu tiên ta tìm điều kiện để D cắt C tại hai điểm phân biệt, còn cái chuyện kia ta giải quyết sau. Muốn vậy thì ta nhớ cái bài toán quen thuộc của em là phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng D và đường cong C. Phương trình có dạng như sau. 2x cộng với 1 chia x cộng với 1 bằng kx cộng với 2k cộng với 1. Phương trình này nó có ẩn mẫu. Ta lưu ý đặt điều kiện ngay từ đầu. Điều kiện đây là x khác trừ 1. Bước tiếp theo các em ta quy đầu bỏ mẫu. Ta được phương trình như sau, 2x cộng với 1 bằng x cộng với 1 tất cả nhân với kx cộng với 2k cộng với số 1. Tiếp theo ta phá bung cái ngoặc này ra. Thành nhân x phân phối vào trong trước nhé. X nhân với kx là kx bình phương cộng với 2kx cộng với x. Tiếp theo ta nhân phân phối số 1. Thì đây chính là kx cộng với 2k cộng với số 1. Rồi tiếp theo thì chuyển về một vế. Đã được phương trình như sau, kx bình phương cộng với 2kx. 2kx cộng với kx chỗ này là 3k, 3kx. 2x chuyển sang bên kia là trừ x cộng với x là trừ x. Tiếp theo số 1 thay vế ta đơn giản. Còn lại là cộng với 2k bằng 0. Bước cuối cùng ta đặt phương trình đó là phương trình là gx bằng kx bình phương cộng với chỗ này các em đưa x ra ngoài nhân tử chung, ta được là 3k trừ 1.
Rồi tới đây thành lập luận. Đây là bài toán quen thuộc. Ta nói như sau là để D cắt C tại hai điểm phân biệt mà là đánh dấu phương trình là số 1 tương đương phương trình số 1 có hai nghiệm phân biệt nghiệm phân biệt khác mấy khác trừ 1 điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt khác trừ 1 như sau. Đầu tiên là hệ số a khác 0 công thức. Tiếp theo là delta lớn hơn 0. A khác 0 các em nhớ. Đây là điều kiện để phương trình được hai tồn tại. Đây là điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và cuối cùng là g trừ 1 khác 0. Dấu tương đương tiếp theo. A là k khác 0. Delta lớn hơn 0. Delta là 3k trừ đi 1 bình phương trừ đi 4. A là k, C là 2k lớn hơn 0. G trừ 1 ta thế vào cái biểu thức là k trừ đi 3k thì làm tắt chỗ này bên cộng với 1 cộng với 2k khác 0. Tương đương chỗ này là k khác 0. Thì phá bung ngoặc ra đề là 9. 9k bình trừ đi 8k bình là k bình phương trừ đi 6k cộng với 1 lớn hơn 0. Chỗ này ta đơn giản còn lại là 1 khác 0. 1 khác 0 thì luôn đúng. Rồi tiếp theo ta bấm máy ta giải bất phương trình này. Hệ số đầu tiên là 1 trừ 6 rồi số 1. Ta có hai nghiệm là 3 trừ 2 căn 2 k khác 0 k nhỏ hơn 3 trừ 2 căn 2. 3 trừ 2 căn 2 đang xấp xỉ 0,17. Nghiệm tiếp theo là k lớn hơn 3 cộng với 2 căn 2. Rồi tới đây thì dừng lại. Tới đây ta đã làm xong được cái điều kiện tìm k để d cắt c tại hai điểm phân biệt mà là ta xong được nửa bài toán. Rồi bây giờ tiếp theo thầy giải ghi những cái chỗ này. A là trung điểm đoạn M là thì đầu tiên thầy phải tìm cái điểm M điểm nào cái đấy. Thì em cũng chú ý này, đây là bài toán là quen thuộc. Delta là một cái biểu thức rất là nó phức tạp. Thành ra x, m và x, n là nghiệm của phương trình này. Nhưng mà ta không thể tìm trực tiếp theo cái phương trình, theo delta được. Mà ta thông qua trung gian như thế này. Gọi m là x, m, tung độ. Tung độ ta thế vào đường thẳng d đi. Kxm cộng với 2k cộng với 1 n phương trình như sau là xn phải kxn cộng với 2k cộng với số 1 với điều kiện là xm khác xn. Rồi từ đây thì dừng lại. Nhưng mà ta lưu ý thêm chút xíu, khi ta có biểu diễn mn như thế này thì ta nhớ cái điều kiện của vs xm cộng xn bằng s bằng trừ b trên a, tức là trừ 3k cộng 1 chia cho k. Rồi tiếp theo ta có xm cộng với in thầy lộn
XM nhân với XL bằng C chia A, tức là bằng số 2. Rồi bây giờ thầy giải cái điều kiện A là trung điểm mà là A là trung điểm đoạn mà là công thức trung điểm như sau này: XM cộng với XL bằng 2 lần XA. Rồi ta có IM cộng với IN bằng 2 lần IA. Rồi bây giờ ta thế vào đây. XM cộng XN nó chính là trừ 3K cộng với 1 chia cho K bằng 2XA. XA là trừ 2, vậy đây là 2 nhân với trừ 2. Tương tự ta có IM cộng với IN. Camera là thầy làm tắt chỗ này. Ta cộng lại thì nó đưa K ra ngoài nhân tử chung. Ta có XM cộng với XN. 2K cộng với 2K là 4K. Chỗ này là 4K. 1 cộng với 1 là 2. Bằng 2 lần IA. IA là số 1, ta phải ghi cũng được không sao. Rồi tới đây ta quy đồng một mẫu cái phương trình này. Ta có trừ 3K cộng với số 1 bằng trừ 4K. XM cộng XN thì thế vào đây. Ta có là K nhân với trừ 3K cộng với 1 chia cho K cộng với 4K bằng 0. Rồi, các em hiểu chưa? Phương trình đầu ta rút ra được K bằng trừ 1. Bây giờ em xem phương trình dưới ta đơn giản đi. Thì ta cũng tính được K bằng trừ 1. Cuối cùng cái phương trình này tương đương là K bằng trừ 1. K bằng trừ 1 ta so với cái điều kiện chỗ này. Thì em thấy ta K bằng trừ 1 ta nhận. Ta qua bài số 2. Bài số 2 là đại học khối D năm 2011. Đề bài như sau: Cho đường cong C phương trình là y bằng 2x cộng 1 chia cho x cộng 1. Đề bài yêu cầu là tìm K để đường thẳng. Đường thẳng D phương trình là y bằng kx cộng với 2k cộng với 1. Cắt C tại hai điểm phân biệt M. Sao cho khoảng cách từ M và N đến trục khoảnh bằng nhau. Mà bây giờ các em nhìn lại, đây là đề thi đại học, các em xem nó có khó hay không. Đầu tiên đó, là ta tìm K để đường thẳng D cắt C tại hai điểm phân biệt. Câu này thì làm gì? Hiểu rồi, bây giờ thì làm nhanh. Đầu tiên ta nói là phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm của C và đường thẳng D. Phương trình có dạng như sau là 2x cộng 1 chia cho x cộng với 1 bằng
kx cộng với 2k cộng với 1. Phương trình này ta lưu ý cũng có nghiệm, có ẩn mẫu, thành ra ta nhớ điều kiện là x khác trừ 1. Bước tiếp theo ta quy đồng bỏ mẫu là 2x cộng 1 bằng x cộng 1 tất cả nhân, nhân với đây là kx cộng với 2k cộng với số 1 tương đương 2x cộng với 1 bằng, thầy phá ngoặc, ta nhân phân phối x vô là kx bình phương cộng với 2kx cộng với x. Tiếp theo các nhân phân phối số 1 vô là kx cộng với 2k cộng với số 1. Rồi phương trình này thầy chuyển hết về một vế, ta được phương trình là kx bình phương, chỗ này là 3kx. Rồi kem chuyển số 2x qua đây để trừ đi x cộng với 2k bằng 0. Thay đặt phương trình chỗ này là gx bằng kx bình phương cộng với 3k trừ đi 1x cộng với 2k bằng 0. Ta đánh dấu đây là phương trình số 1. Rồi ta lập luận quen thuộc này để d cắt c tại hai điểm phân biệt. Điều này tương đương với phương trình số 1 có hai nghiệm phân biệt. Khác trừ 1. Rồi. Và thì chỗ này là thầy làm ngay. Tương đương công thức là A khác 0 delta lớn hơn 0 và G trừ 1 khác 0. A khác 0 là K khác 0. Delta là B bình là 3K. 3K trừ đi 1 bình phương trừ đi 4. A là K, C là 2K lớn hơn 0. G trừ 1 kem thế vào đây là K trừ đi 3K cộng với số 1 cộng với 2K bằng 0. K khác 0. Ta phá ngoặc chỗ này là 9K bình trừ 8 là K bình phương trừ đi 6K cộng với 1 lớn hơn 0. Còn cái phương trình dưới là số 2 khác 0 luôn đúng. Thì này bất phương trình 11 trừ 6 1. Rồi đây là K khác 0. K bé hơn 3 trừ đi 2 căn 2. K lớn hơn 3 cộng với 2 căn 2. Rồi đến đây thì dừng lại. Tới đây ta đã làm xong được nửa bài, tức là ta đã tìm điều kiện K để D cắt C tại hai điểm phân biệt. Tiếp theo thầy gọi điểm M, hoành độ là XM thì tung độ là KXM cộng với 2K cộng với số 1. Điểm N là XN thì tung độ cũng là K xn cộng với 2k cộng với số 1. Điều kiện đây là xm khác xn. Rồi thì dừng lại chỗ này. Các em hiểu chưa? Tiếp theo khi đã có mn như vậy, ta nhớ cái vs xm cộng với xn bằng s. S là trừ b trên a là trừ 3k cộng với 1 chia cho k. Và ta có xm nhân với bằng c chia a. C chia a là số 2, 2k chia k thì được 2. Rồi bây giờ các em xem này, khoảng cách từ m và n đến trục hoành bằng nhau, khoảng cách trong toán ký hiệu là chữ d, khoảng cách trừ từ m đến trục hoành là ox,
bằng khoảng cách từ điểm N đến mỗi tương đương. Các em nhớ chỗ này như này, khoảng cách từ điểm M đến trục hoành, hay nói chung là khoảng cách từ một điểm đến trục hoành đấy chính là cái tung độ của điểm đó trị tuyệt đối. Như vậy ta có đây là KXM cộng với 2K cộng 1, lấy trị tuyệt đối bằng trị tuyệt đối này KXL cộng với 2K cộng 1. Phương trình này là trị A bằng trị B thì tương đương với A bằng B hoặc A bằng trừ B, thì ghi lại. Rồi, các em hiểu chưa? Phương trình thứ hai là trị là A bằng trừ B, trừ KXL trừ đi 2K trừ đi 1. Rồi ta có tương đương. Phương trình đầu ta đơn giản thay vế là 2K với số 1, ta chuyển về một vế ta được là K nhân với XM trừ XL bằng 0. Cái phương trình này nó vô lý. Nó vô lý vì sao em? Vì K là số khác không, XM khác XL, như vậy cái vế trái nó khác không, mà đề bài yêu cầu nó bằng không, như vậy thì nó phải vô lý. Bây giờ hãy chuyển sang bên kia, ta đưa K ra ngoài nhân tử chung, ta có XM cộng XL cộng với 4K cộng với số 2 bằng 0. Phương trình này tương đương, số K ta giữ nguyên. XM nhân với XN ta có là trừ 3K cộng với 1 chia K cộng với 4K cộng với số 2 bằng 0. Rồi phương trình này các em xem này, ta đơn giản K từ đầu mẫu, ta có trừ 3K cộng với 4K, như vậy là K K cộng với 3 bằng 0, tương đương K bằng trừ 3. Trước khi qua bài tiếp theo, thầy nhắc lại cho các em công thức về góc giữa hai vector. Góc giữa hai vector như sau này, cho vector A tọa độ là A1, A2, vector B bằng B1, B2. Ta nhớ công thức cos của góc giữa vector A và vector B nó bằng thế này. Ở trên tử là vector A nhân với vector B, dưới mẫu là tích độ dài vector A nhân với độ dài vector B bằng vector A nhân với vector B bằng hoành nhân hoành cũng tung nhân tung, tức là A1 nhân với B1 cộng với độ dài vector A là căn bậc 2, A1 bình phương cộng với A2 bình phương. Độ dài vector B là căn bậc 2, B1 bình phương cộng với B2 bình phương. Rồi em nhớ công thức này. Và ta nhớ thêm một cái điều nữa trong đường giảng như sau này, đây là cái lưu ý tiếp theo chỗ này. Nếu góc alpha nhọn, nhọn tức là lớn hơn 0, bé hơn 90 độ đó, thì ta nhớ điều này, cos alpha là số lớn hơn 0. Đây các em nhớ chưa? Còn nếu góc alpha, alpha là góc tù đó, tù tức là góc mà lớn hơn 90, bé hơn 180, thì ta lưu ý là cos alpha là số âm. Rồi cầm ghi đề bài số 3. Đề bài số 3 như sau. Cho đường cong C phương trình là y bằng x cộng với 3 chia x trừ 2. Đường thẳng delta của phương trình là y bằng trừ x cộng với m cộng với 1. Đề bài yêu cầu là tìm m để delta cắt C tại hai điểm phân biệt AB.
sao cho góc AOB góc đều nhỏ. Và bây giờ thì bước đầu tiên ta tìm điều kiện để delta cắt C để hai điểm phân biệt. Chỗ này ta đã quen rồi, thầy làm nhanh. Là phương trình hoành độ giao điểm. Của C và delta. Ta có phương trình như sau là x cộng 3 chia x trừ đi 2 bằng trừ x cộng với m cộng với 1. Điều kiện là x khác 2, dấu tương đương. Các em ta quy đồng vào mẫu. X cộng với 3 bằng x trừ đi 2 tất cả nhân trừ x cộng với m cộng với 1. Tới đây thầy phá vuông ngoặc ra là x cộng 3. Các em nhân phân phối x từ trước này, ta được trừ x bình phương cộng với m x cộng với x. Tiếp theo nhân phân phối trừ 2 vô thì ta có đây là 2x trừ đi 2m trừ đi 2. Tiếp theo ta chuyển về một vế, trừ x bình phương thì chuyển về vế trái là x bình phương. Rồi các em xem nhé, chỗ này là mx, ta chuyển về vế bên kia là trừ mx. Rồi tiếp theo này, đây là 3x, ta chuyển về vế bên kia là trừ 3 cộng với x là trừ 2x. Trừ 2m ta chuyển sang là cộng với 2m, rồi cộng với số 5 bằng 0. Rồi thì rút gọn phương trình này rồi gọi nó là gx bằng x bình phương trừ đưa nước trừ ra ngoài m cộng với 2 x cộng với 2m cộng với số 5 bằng 0. Ta đặt phương trình đây là phương trình số 1. Tiếp theo thầy lập luận như sau này, để delta cắt C tại hai điểm phân biệt. Phân biệt là A với B. Điều này tương đương phương trình số 1. Có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt khác hai. Điều này tương đương hệ số A bằng 1 thì ta phải ghi như vậy là delta lớn hơn 0 và g2 khác 0. Delta bằng B bình phương là M cộng với 2 bình phương trừ đi 4 A là 1, C là 2M cộng với 5 lớn hơn 0. G2 các thế ở kia là 4 trừ đi 2 nhân với M cộng với 2 cộng với 2m cộng với 5. Rồi, các em hiểu chưa? Tương đương chỗ này là m bình phương đấy, cộng với 4m trừ đi 8m là trừ 4m. Chỗ này cộng với 4 trừ đi 20 như vậy thì trừ đi 16 lớn hơn 0. Chỗ này ta phát vuông ngoặc trừ 2m với 2m mất các em. Đây là trừ 4 cộng 4 là mất, như vậy là 5 khác 0. 5 khác 0 điều này luôn đúng. Rồi bây giờ thì giải bất phương trình này. 1 trừ 4 trừ 16. Ta có hai nghiệm là trừ 2. Thì ghi tương đương này. M bé hơn 2 trừ đi 2 căn 5. M lớn hơn 2 cộng với 2 căn 5. Rồi tới đây thì xong được nửa bài. Tiếp theo thì gì? Cái trường hợp là góc AOB nhọn. Đầu tiên ta cũng tìm điểm A. Điểm A thì là tên hoành độ là XA thì tung độ
kem thế của delta là trừ xa cộng với m cộng 1. Tương tự ta có điểm B là xB thì tung độ là trừ xB cộng với m cộng với 1. Với điều kiện chỗ này là xA khác xB. Rồi tới đây là ngay lập tức em phải ghi cái chỗ này. Vâng, hay là theo định lý VS ta có cũng được. XA cộng với XB bằng trừ B trên A. Trừ B trên A là M cộng với 2. C trên A là 2M cộng với số 5. Vậy thì dừng lại chỗ này. Tiếp theo thì cái trường hợp là góc AOB nhọn. Góc AOB nhọn thì có nghĩa là cos của góc giữa vector OA và OB. Cos này là số dương và cos này chính là tích vô hướng vector OA nhân với vector OB chia cho độ dài vector OA nhân với độ dài vector OB. Rồi các em hiểu chưa? Muốn thầy cái bất phương trình này đầu tiên thầy tìm vector OA và vector OB. Vector OA tọa độ nó chính là tọa độ điểm A. XA trừ XA cộng với M cộng 1. Rồi ta có vector OB. XB trừ XB cộng với M cộng với 1. Rồi ta có là cos của góc giữa vector OA với OB. Tích vô hướng OA nhân OB chia cho độ dài vector OA nhân với độ dài vector OB. Độ dài vector OA thì tích vô hướng là hoành nhân hoành cộng với tung nhân tung. Đây là XA trừ XA cộng với M cộng 1. Chỗ này là trừ XB cộng với M cộng với 1. Dưới mẫu là căn bậc 2. Độ dài là hoành bình phương là XA bình phương cộng với tung bình phương là trừ XA cộng với M cộng với 1 bình phương nhân với căn bậc 2. Tương tự như vậy ta có đây là XB bình phương cộng với trừ XB cộng với M cộng với 1 tất cả bình phương. Vậy em hiểu chưa? Rồi bước tiếp theo thầy nói thì góc AOB nhọn. Góc AOB nhọn thì điều đó tương đương với cos, hay ta suy ra đi. Cos của góc giữa vector OA và OB là số lớn hơn 0. Cos lớn hơn 0 thì tương đương biểu thức này lớn hơn 0. Mà khi biểu thức này em lưu ý từ nó sẵn. Ở mẫu đã dương sẵn rồi, hiểu chưa? Thành ra tương đương là tử nó lớn hơn 0. Thì ghi là XA XB cộng với chỗ này trừ XA cộng M cộng 1 trừ XB cộng M cộng với 1 lớn hơn 0 giống tương đương. Kem viên phân phối. Thầy nhắc lại khi phân số lớn hơn 0, mẫu đã dương rồi, như vậy tương đương tử đã dương. Thì phá vuông ngoặc ra đây là XA XB. XA nhân với XB là trừ trừ là cộng XA XB. Rồi tiếp theo là nhân là XA với M cộng 1. Tương tự XB nhân với M cộng 1, như vậy ta đưa trừ M cộng 1 ra ngoài đấy. Ta được đây là XA cộng với XB. Cuối cùng là ta được là cộng với M cộng với 1 tất cả bình phương lớn hơn 0. Rồi em hiểu chỗ này chưa? Với đây thì thế cái S và cái B cho XA cộng với XB là 2XA XB. Mà XA nhân XB chính là M2M cộng 5. Rồi thì ghi từ từ.
Chỗ này là trừ m cộng 1. XA cộng với XB chính là m cộng với 2. Cộng với m cộng với 1 tất cả bình phương lớn hơn 0. Thầy giải nhanh cái bất phương trình này. Đây là 4m cộng với số 5 cộng với 10. M bình phương 2m với m là trừ 3m trừ 12 trừ cộng với m bình phương cộng với 2m cộng với 1 lớn hơn 0 tương đương trừ m bình phương cộng với m bình phương mất 4m trừ 3m là được m, m cộng với 2m là 3m, 10 trừ 2 là 8, 8 cộng 1 là 9, cộng với 9 lớn hơn 0 tương đương là m lớn hơn trừ 3. Tới đây ta phải so với điều kiện này nhé. Thầy bấm máy số chỗ này. Thầy đặt điều kiện đây là sao? Tới đây thì ghi cái góc mà thầy ghi chỗ này đi. Thầy ghi là so với điều kiện sao? Tay được. Thầy nhắc cho em thấy chỗ này. Em lưu ý cái trục số này. Cái số 2 trừ căn 5 nó bấm máy xấp xỉ nó là trừ 2,4. Như vậy nó vẫn là lớn hơn cái trừ 3. Đây là 2 trừ đi 2 căn 5. Chỗ này là trừ 3. Tiếp theo là 2 cộng với 2 căn 5. Điều kiện ràng buộc, điều kiện sao đó là m bé hơn lớn hơn lúc này. Bỏ đi phần giữa, em hiểu chưa? Điều kiện là nghiệm đề bài là m lớn hơn trừ 3. Ta bỏ đi phần này. Tới đây ta giao nghiệm là giao nghiệm tức là giao hai tập, tập điều kiện và cái tập nghiệm chỗ này. Em thấy là có phần chung là hai khoảng này. Thầy ghi lại như sau: trừ 3 bé hơn m bé hơn 2 trừ đi 2 căn 5, rồi m lớn hơn 2 cộng với 2 căn 5. Tới đây là xong bài số 3. Bây giờ ta qua bài số 4, là bài cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Bài này khá dài. Các em xem cái đề bài. Đầu tiên cho đường cong C. Tiếp theo đề bài cho đường thẳng D đi qua A và có hệ số gốc K. Như vậy ngay đầu tiên ta viết được phương trình đường thẳng D. Ta nói như thế này: đường thẳng D đi qua A tọa độ là 32 và có hệ số gốc K. Từ đây ta suy ra D có dạng như sau này: Y bằng K nhân với X trừ đi 3 cộng với 2. Rồi ta rút gọn: Y bằng KX trừ 3K cộng với số 2. Tiếp theo ta tìm K để D cắt C tại hai điểm phân biệt mà là ta có phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm của D và đường cong C. Ta có phương trình như sau là 2x trừ đi 2 chia cho x cộng với 1 bằng kx trừ đi 3k cộng với số 2. Phương trình người ta lưu ý các em đặt điều kiện mẫu số x khác 0. Mẫu số khác 0 như vậy x khác trừ 1. Tới đây ta nhân các quy đồng của mẫu. Thầy ghi trở lại là 2x trừ đi 2 mà
bằng x cộng với 1 tất cả nhân với kx trừ đi 3k cộng với số 2. Dấu tương đương. Đầu tiên ta nhân phân phối x cho biểu thức trong này là kx bình phương trừ đi 3x trừ đi 3kx cộng với 2x. Tiếp theo ta nhân phân phối số 1 cho là kx trừ 3k cộng với số 2. Tiếp theo các em ta chuyển hết về vế bên tay phải đi. Ta được một cái phương trình bậc 2 như thế này. Kx bình phương 2x 2 vế là đơn giản bậc nhé. Như vậy chỗ này là trừ 2 kx trừ 3k là giữ nguyên. Chỗ này cộng với số 4 bằng 0. Đánh dấu là số 1. Rồi bước tiếp theo ta nói này, để d cắt đường cong C ta hai điểm phân biệt. Để d cắt C tại hai điểm phân biệt mà là điều này tương đương là phương trình số 1. Có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm phân biệt khác trừ 1. Rồi dấu tương đương. Đầu tiên là A khác không, bởi vì A của em chứa tham số. Tiếp theo là delta phẩy bằng b phẩy bình phương trừ ac lớn hơn 0. Cuối cùng là g trừ 1 h 0. Rồi tiếp đây thì giải điều kiện này. A là chữ k khác không. Delta phẩy là b phẩy là trừ k. Bình phương lên là k bình trừ cái ac. A là k, c là trừ 3k cộng 4. Ta thấy trừ 1 ở đây, chỗ này là k cộng với 2k trừ đi 3k cộng với 4 khác không. Đầu tiên vẫn là k khác không. Kem nhân phân phối ra là cộng 3k bình, chỗ này là 4k bình phương trừ đi 4k lớn hơn 0. Chỗ này là 4 khác không. Điều này luôn đúng. Từ đây ta tính ra được k khác không phương trình nào. Phương trình sau ta có hai nghiệm là 0 với 4. Ta lấy bên ngoài. Như vậy là k nhỏ hơn 0. K lớn hơn 4. Cuối cùng ta giao lại em. Ta giao lại chỉ còn là k nhỏ hơn 0 hoặc k lớn hơn 4, chỗ này số 4 đó. K lớn hơn 4. Đây là điều kiện ràng buộc. Điều kiện để hai đường này cắt nhau tại hai điểm. Tới đây thầy xong được nửa bài. Rồi tiếp theo, bây giờ chỗ này ta phải tìm hai điểm M và N. Tương tự như những bài trước thì gọi M tọa độ là XM. Tung độ thì thấy vào đây là KXM trừ đi 3K cộng với số 2. Tương tự ta có N. Hoành độ là XN, tung độ là KXN trừ đi 3K cộng với 2. Với điều kiện là xm khác xn là kem. Và theo định lý VS ta có xm cộng với xn bằng trừ b trên a. Trừ b trên a là số 2.
xm nhân với xn bằng c chia a là trừ 3k cộng 4, chia cho a là chia cho k. Rồi thế đây là xong được hai điểm. Tiếp theo em đọc này, d cắt hai kiện cận tại p và q. Tiếp theo ta phải tìm giao của d này, đường thẳng d này với hai kiện cận, tiệm cận đứng với tiệm cận ngang. Đầu tiên các em lập luận để ta có được cái tiệm cận đứng. Em nói nhanh như thế này, lim của y khi x tiến đến cộng vô cực, lim của y khi x tiến đến trừ vô cực, kết quả đều cùng bằng số 2. Từ đây thì suy ra y bằng 2 là tiệm cận ngang. Rồi, em hiểu chỗ này chưa? Cái phần tiệm cận thì các em đã học rồi, thầy đã tắt chỗ này. Tiếp theo, ta tìm giao điểm của D với tiệm cận ngang. Em chỉ nói như này, tọa độ giao điểm của cái đường thẳng D và tiệm cận ngang. Là nghiệm của hệ. Cái hệ này gồm cái phương trình đầu tiên là tiệm cận ngang, là đường thẳng tiệm cận ngang y bằng 2. Tiếp theo là đường đường thẳng d là kx trừ đi 3k cộng với số 2 dấu tương đương y bằng số 2, thì thấy ở đây 2 bằng kx trừ đi 3k cộng với 2. Như vậy ta nhận thấy ngay là x bằng 3, y bằng 2. Thầy đặt tên ra điểm này là b, tọa độ là 3, 2. Thầy đóng khung vào để em nhìn cho rõ. Đây là b, tọa độ 3, 2. Tiếp theo ta tìm giao điểm của đường thẳng d với tiệm cận đứng. Rồi ta tìm tiệm cận đứng, em nói là lim của y thì ghi cho nó gọn, sợ không ra bài cái bảng này, bài này nên nó hơi dài. Thầy nói như sau này, lim của y khi x tiến đến trừ một cộng, bảng cái gì các em nhìn vào đây, trừ một cộng tức là lớn hơn trừ một, lớn hơn trừ một. Như vậy thì mẫu nó dương, mẫu nó dương mà tử nó âm thì kết quả là trừ vô cực. Rồi ta lại có lim của y khi x tiến đến trừ một trừ bằng cộng vô cực. Từ đây ta suy ra x bằng trừ một. Đây là tiệm cận đứng. Bước tiếp theo là ta tìm giao của d với tiệm cận đứng. Các em nói như thế này, tọa độ giao điểm của d và tiệm cận đứng là nghiệm của hệ. Tiệm cận đứng là x bằng trừ 1, đường thẳng d là y bằng kx trừ đi 3k cộng với số 2. Rồi các em thấy trừ 1 vào đây, ta suy ra x bằng trừ 1, cái này dấu tương đương cũng được, y bằng trừ 3k. Ở chỗ này trừ k với trừ 3k là trừ 4k cộng với số 2. Từ đây thì suy ra đỉnh q, quy tọa độ là trừ 1, tung độ là trừ 4k cộng với 2. Rồi ta xong được điểm B với điểm Q. Thầy cũng bấm khung để kem này dễ nhìn. Chỗ này là điểm Q này. Rồi bây giờ kem đọc đề tiếp theo. Đề bạn yêu cầu chứng minh MB bằng LQ.
Muốn chứng minh MB bằng NQ, đầu tiên các em xem MB bằng cái gì cái đã. MB nó là XB trừ XM. Công thức kia là XB là 3 trừ đi XM, hoành trừ hoành cộng với tung trừ tung, tất cả bình phương nhé. Tung độ điểm B là 2 trừ đi tung độ điểm M là trừ KXM cộng 3K trừ đi 2, tất cả bình phương. Rồi các em hiểu chỗ này chưa? Bây giờ hãy rút gọn chỗ này. Chỗ này là 3 trừ đi XM, tất cả bình phương, không có gì hết. Ta đơn giản từ một mẫu cho số 2. Cái biểu thức này thì đưa K ra ngoài là K bình phương nhân với 3 trừ XM, tất cả bình phương. Như vậy cần thấy ngay ta có nhân tử chung này là 1 trừ đi K bình phương tất cả nhân với 3 trừ đi XM tất cả bình phương. Tới đây thầy xong, ta dừng lại. Bây giờ cuối cùng ta mới xem NQ bằng cái gì. Bây giờ ta chỉ có thế số rồi, tới đâu ta tính tới đó, đúng không ạ? NQ là XQ trừ XN, XQ là trừ 1 trừ XN, à là XN cộng với IQ. IQ là trừ 4K cộng với 2 trừ X, trừ N là trừ KXN, KXN cộng với 3K trừ đi 2 các em, tất cả bình phương. Rồi bây giờ các em xem này, bài này nó hơi dài một chút. Trừ 1 trừ xn tất cả bình thì cũng là xn cộng với 1 tất cả bình, không có vấn đề gì hết, đúng không? Chỗ này ta đơn giản thay vế cho trừ 2 với 2 trừ 2 mất. Như vậy chỗ này là trừ k xn. Thay làm tắt thì nó là k bình phương nhân với xn cộng với 1 tất cả bình phương. Rồi các em thấy chưa? Tới đây ta có nhân tử chung này các em này. Ta cũng gần xong rồi. Là xn cộng 1, bên ngoài là 1 cộng với k bình phương đi. Xn cộng với 1 tất cả bình phương. Tới đây ta cũng gần xong, nhưng mà các em xem này. Đề bài yêu cầu là ta phải chứng minh MB bằng NQ. MB bằng biểu thức này, NQ bằng biểu thức này. Bây giờ ta biến đổi cho nó giống nhau. Giống nhau thì rất dễ. Ta nhìn vào cái MB với NQ nó đều có cái chung ở đây, chung cộng nhé, là 1 cộng K bình. Chỗ này nó khác, mà muốn cho nó giống rất là dễ. Các em nhìn vào cái VS chỗ này, XM cộng XN bằng 2. Như vậy có nghĩa là XN bằng 2 trừ XM. Thì thế vào đây 1 cộng với K bình phương, XN thế bằng là 2 trừ XM cộng với 1 tất cả bình phương. Kết quả các em thầy ghi lại chỗ này, 1 cộng với k bình phương nhân với 3 trừ xm tất cả bình phương. Tới đây để hết chỗ. Như vậy cuối cùng thầy kết luận ghi ở góc này, từ đây kết luận là vậy, MP bằng NQ. Hai biểu thức này nó giống nhau. Vậy ta làm xong rồi này. Ở tiết học hôm nay tới đây là xong. Thầy hẹn các em ta qua tiết số 4. Trong tiết số 4 thầy tiếp tục sửa các em một số dạng bài tập khó hơn về sự tương giao giữa hai đường. Thầy chào tất cả các em.